Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến Lê Thanh Hải? Biện pháp kỷ luật mà bộ chính trị vừa quyết định trong phiên họp ngày 20 tháng 3 vừa qua dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Phú Trọng đối với hai nhân vật là Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân về những sai phạm liên quan đến dự án thủ thiêm là quá nhẹ. Ông Lê Thanh Hải chỉ bị phe của ông Nguyễn Phú Trọng cách chức bí thư thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, trong khi vẫn cho tiếp tục giữ chức nguyên ủy viên Bộ Chính trị hai nhiệm kỳ từ 2006 đến 2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo vẫn giữ chức vụ nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thành ủy Sài Gòn, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn. Trong đảng quy đảng Cộng sản Việt Nam quy định biện pháp kỷ luật đối với một đảng viên gồm có 4 bậc từ thấp lên cao, khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Dựa theo 4 bậc này thì ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức mà lại là cách chức đã bị thu hồi. Ông Hải không còn làm nữa. Đó là nguyên bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2016. Trong khi ông Hải vẫn còn giữ hàm ủy viên bộ chính trị thì biện pháp kỷ luật này rõ ràng chỉ là làm cho thấy có mà thôi các đảng cộng sản nói chung và ở Việt Nam nói riêng, khi một đảng vẫn leo lên hàng trung ương đảng, thì mơ ước của họ là ngồi vào ghế ủy viên bộ chính trị và nếu phe nhóm của mình mạnh thì leo lên tứ trụ. khi leo lên được hàng tứ trụ, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, thì ngoài những ưu đãi về quyền lực, khi qua đời còn được đảng tổ chức quốc táng và được cấp cho một số đất đai để làm đền thờ như đền thờ Trần Đại Quang ở Ninh Bình, đền thờ Phan Văn Khải ở Củ Chi, vân vân. Còn đối với những người thuộc về hàng ủy viên bộ chính trị khi về hưu, mọi bổng lộc không có gì thay đổi, nghĩa là khi còn làm việc hay khi đã nghỉ hưu vẫn được ở nhà của chính phủ nếu muốn và mọi di chuyển đi lại kể cả chăm sóc sức khỏe đều được những ưu đãi đặc biệt. Chính những bậc thang được quy định bổng lọc như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, người ta không ngạc nhiên về kết quả kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và trước đó là Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, chỉ bị mức kỷ luật khiển trách trong vụ làm thất thoát 3.000 tỷ đồng trong dự án đầu tư mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên do Trung Cộng đầu tư xây dựng. Nhưng việc ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân chỉ bị kỷ luật nhẹ còn có một nguyên do khác Quan trọng hơn, đó là nhờ bóng của Trương Tấn Sang. Trước khi được vào hàng tứ trụ trong vai trò chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trương Tấn Sang giữ vai trò thường trực ban bí thư phụ tá cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Vì thế mà có nhiều triển vọng trở thành tổng bí thư khi ông Nông Đức Mạnh về hưu trong nhiệm kỳ 2011-2016. Nhưng ông Sang đã bị rơi vào cuộc đấu đá quyết liệt với ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang là thủ tướng chính phủ về việc tranh nhau ghế tổng bí thư. Cuộc chiến bất phân thắng bại rốt cuộc thì ông Trương Tấn Sang đã ủng hộ để cho ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Chủ tịch Quốc hội lên làm Tổng Bí Thư nhiệm kỳ 2011-2016 như lá trái độn. Khi lên làm Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng rất cô thế và gặp rất nhiều áp lực từ phe Nguyễn Tấn Dũng nên đã phải hợp tác với phe Trương Tấn Sang và ông phe Đinh của Đinh Thế Huynh đang là thường trực Ban Bí Thư để chống lại phe của Nguyễn Tấn Dũng bằng chủ trương chống tham nhũng Cuộc chiến chống phe của Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu bùng nổ từ năm 2012 khi ông Trọng lấy lại chức chủ tịch phòng chống tham nhũng từ tay của Nguyễn Tấn Dũng. Thành lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương để giảm bớt quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Những thay đổi quyền lực nói trên nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Trương Tân Sang vào lúc đó, một mình Nguyễn Phú Trọng khó thành công vì phe của Nguyễn Tấn Dũng không những chiếm hầu hết ở các bộ trong trung ương đảng mà còn rất nhiều tiền để khuynh loát trong nội bộ. Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trương Tấn Sang từ lúc Sang làm bí thư thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 1996 đến năm 2000. Nên nhờ đó mà Lê Thanh Hải đã không những xây được quyền lực của mình trong thành ủy mà còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn từ năm 2006 khi bước lên ghế ủy viên bộ chính trị nhiệm kỳ 11. 2006-2011 và nhiệm kỳ 12-2011-2016. Một điều dị thường khác đối với Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng Bí thư khóa 11 và khóa 12, hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt của các đảng bộ Sài Gòn nói riêng và ở miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự lễ kỷ niệm 30 tháng 4 và một lần sau cùng là đến Kiên Giang, nơi ông đã bị đột quỵ ở nơi căn cứ mạng, căn cứ địa cách mạng của nhà bà ích Nguyễn Tấn Dũng, vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Với một tổng bí thư không hề đặt chân đến miền Nam, nhất là Sài Gòn, thì làm sao ông Trọng có thể hiểu được những sai trái mà các cán bộ của các dự án phát triển thủ thiêm cùng những tai họa mà hàng ngàn dân oan tại vùng đất này phải gánh chịu. Mà nếu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn thọc tay vào giải quyết rốt táo cũng không được vì sẽ phải đối đầu với những người đã từng giúp ông Trọng giành lấy lại quyền lực trong cuộc chiến phe phái với Nguyễn Tân Dũng. Kết cuộc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã không trở thành củi của phe Nguyễn Phú Trọng, không dám đụng đến băng đảng của Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang trong lúc chuẩn bị nhân sự của Đại hội 13. Mâm quyền lực vừa dọn lên, ông Nguyễn Phú Trọng liền xuất hiện như một mãnh thú. Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng thì ngày 19 tháng 3 ông Nguyễn Phú Trọng cũng xuất hiện chủ trì cuộc họp của tiểu ban nhân sự đại hội 13 và ngay hôm sau là có tin bộ chính trị quyết định cách chức cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải. Việc cách một chức vụ mà người ta đã không còn giữ nữa ngay trong lúc này nói lên điều gì? Chống tham nhũng ư? Không, đấy là trò tranh giành quyền lực. Việc cách chức nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải làm cho nhiều người có suy nghĩ trái chiều người thì cho rằng ông nguyễn phú trọng đang làm trò trẻ con khi diễn trò cách chức của ông lê thanh hải đã không còn giữ nó nữa còn người khác thì lại cho rằng ông nguyễn phú trọng đang chống tham nhũng quyết liệt vì những người này cho rằng đây là dấu hiệu cho một lộ trình bắt lê thanh hải thực ra thì từ việc cách một chức mà lê thanh hải giữ không còn giữ nữa cho đến việc bắt giữ ông này là một khoảng cách cực kỳ xa vời như ta biết cơ cấu giúp cho mỗi cá nhân chiếm lấy quyền lực trong hệ thống chính trị độc tài của cộng sản việt nam hoàn toàn khác với hệ thống chính trị dân chủ ở các nước dân chủ việc tranh thủ lá phiếu của người dân quyết định sự thành bại của cá nhân đó trên con đường tìm kiếm quyền lực cho mình thế nhưng ở việt nam thì khác muốn leo lên nấc thang quyền lực mới buộc cá nhân đó phải được sự ủng hộ của những cựu quan chức đã về hưu hay nói cách khác chính quyền cộng sản luôn giữ chế độ quyền lực cho những thái thượng hoàng đó là một quy tắc bất thành văn. Chính vì cơ chế như vậy mà trong Đảng Cộng sản luôn hình thành nhiều phe cánh. Cơ cấu trong mỗi phe đó gồm những quan chức đã về hưu và những quan chức đương nhiệm. Họ luôn luôn liên kết lại để chiến và đôi khi vì tranh giành quyền lực mà họ có thể thuốc cho nhau xanh cọ. Ở Việt Nam, quyền lực được xây dựng dựa trên thế lực, thế mạnh của nhóm lợi ích chứ không dựa trên sự quyết định của nhân sự, của nhân dân như ở xứ dân chủ dễ chết. Những cựu ủy viên Bộ Chính trị luôn là những người có được đặc ân giới thiệu nhân sự cho vị trí ủy viên trung ương hoặc Bộ Chính trị khóa sau mà thường giới thiệu là được. Tùy theo quyền lực của những ông bà cựu ủy viên Bộ Chính trị đó mà tùy theo vào phe cánh của họ mạnh hay yếu mà họ có thể vào cơ cấu cho các ghế quyền lực lớn hay nhỏ trong các kỳ ăn chia cơ chế này chính là một loại mô hình Thái Thượng Hoàng tham gia triều chính trong một triều đình phong kiến trá hình hiện nay. Như ta biết có một giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2001, Đảng Cộng sản Việt Nam đã duy trì chức danh cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là vị trí dành cho các ông đã từng nắm vị trí như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng. Đây chính là giai đoạn ngắn ngủi họ công khai việc tham gia triều chính của các thái thượng hoàng. Ngày nay các chức danh đó đã không còn nữa nhưng những đặc ân dành cho các thái thượng hoàng thì vẫn còn. Như đó mà các ông quan lớn khi đã mãn nhiệm họ vẫn có thể thọc tay vào các cuộc đại hội bằng cách giới thiệu người của mình vào ban chấp hành trung ương mới. Còn nhớ trước thêm đại hội 12 trước khi rút khỏi Bộ Chính trị, Nguyễn Tân Dũng đã đưa được Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị và chiếm được ghế bí thư thành phố Sài Gòn. Hay xa hơn nữa là năm 1997 khi Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh rời ghế quyền lực nhưng hai ông này cũng đã đưa được Nguyễn Tân Dũng vào Bộ Chính trị. Nói thế để chúng ta thấy chức cựu tuy không còn quyền lực nổi nhưng họ vẫn còn những đặc ân trong đảng, đặc ân rất lớn. Chính những đặc ân bất thành văn đó mà họ có thể đưa phe cánh của mình vào Bộ Chính trị hoặc ít cũng vào Ủy viên Trung ương. Cho nên có thể nói việc ông Nguyễn Phú Trọng cho cách chức cựu bí thư Thành ủy của Lê Thanh Hải hoàn toàn không phải vì công lý mà là chỉ vì mục đích muốn ngăn ông này cơ cấu người của mình vào trung ương mà thôi. Lê Thanh Hải gây ra nỗi oan cho bà con thủ Thiêm này đã hơn 20 năm với tội chứng rành rành. Thêm vào đó là năm 2016 ông này đã rời vũ đài chính trị rồi, lúc ấy cơ hội buộc Lê Thanh Hải phải trả giá cho những tội lỗi của mình với bà con dân oan thủ Thiêm đã rất rõ sao Nguyễn Phú Trọng không ra tay mà để đến cận kề đại hội 13 đem ông này ra cách chức mà ông ta không còn giữ. Rõ ràng là nếu có thiện chí chống tam dũng thì ông Nguyễn Phúc Trọng đã triệt Lê Thanh Hải như triệt Đinh La Thăng từ sớm rồi chứ không phải ông này nhởn nhơ nhiều năm nay. Việc cách chức nguyên bí thư Sài Gòn của Lê Thanh Hải nói cho cùng có không phải đó không phải là cách thực thi công lý bằng luật pháp mà nó chỉ là trò cản dò nhau trong cuộc chạy đua nhân sự đại hội 13 mà thôi. Nguyễn Phú Trọng cho cách chức vụ của ông Lê Thanh Hải đã không còn giữ thì về mặt pháp lý là vô nghĩa và tất nhiên đứng ở góc nhìn của người dân thủ thiêm nạn nhân của ông ta thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Hành động cách chức nguyên bí thư thành ủy nó không bắt ông Hải phải trả bất cứ cái gì và bất cứ giá nào cho tội lỗi mà ông ta đã gây ra với người dân Thủ Thiêm. Nguyễn Phú Trọng, ông già đã 76 tuổi và sức khỏe không tốt nhưng vẫn quyết giữ hai ghế mà không buông. Điều đó cho thấy con người ông này say máu quyền lực như thế nào. Đất nước bị ngoại bang đe dọa, ông lặn mất. Đất nước bị thiên tai, ông lặn mất. Đất nước bị dịch bệnh, ông cũng lặn luôn. Nhưng đến lúc chia chác quyền lực thì ông trồi lên và đấu đá rất hăng say Đối với ông, không có gì đáng để cho ông quan tâm, chỉ có quyền lực mới làm cho ông xuất hiện. Khi mâm quyền lực vừa dọn lên thì liền xuất hiện trong một hình dạng của một con mãnh thú và ông đã chiến như mãnh thú. Thật đáng sợ. Cả Trung Quốc lẫn WHO đều phải chịu trách nhiệm về đại dịch Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuần trước cuối cùng đã tuyên bố đại dịch khi còn virus Vũ Hán đã lan tràn nhanh chóng trên toàn thế giới. Giờ đây, với hơn 240.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và trên 10.000 ngược tử vong trên toàn cầu, câu hỏi được đặt ra là tại sao phải rất lâu sau WHO mới nhận ra điều mà nhiều quan chức y tế của chính phủ đã xác định trước đó. Chúng tôi tin rằng Tổng Giám đốc của Tổ chức WHO Tedros cũng như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm trong việc xử lý liều lĩnh đại dịch chết người này. Tedros rõ ràng là nắm nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Vũ Hán mà cả ở khắp Trung Quốc. Đồng thời sau cuộc gặp với Tập Cận Bình vào tháng 1 đã giúp cho Trung Quốc giảm bớt mức độ nghiêm trọng, mức độ lây nhiễm và phạm vi của dịch cúm Vũ Hán. Ngay từ đầu Tedros đã bao che cho Tập mặc dù cho việc xử lý sai lầm dịch bệnh dẫn đến dễ dây ra lây lan trên toàn Trung Quốc và thế giới. Khi số ca nhiễm bệnh và số người chết tăng vọt phải mấy tháng sau, WHO mới tuyên bố dịch virus Vũ Hán 19 là đại dịch. Mặc dù đại dịch bệnh này đã đáp ứng các tiêu chí lây truyền giữa người, tỷ lệ tử vong cao và lây lan trên toàn thế giới. Khi tổng thống Trump thực hiện một bước quan trọng để ngăn chặn virus Corona tại biên giới Hoa Kỳ với việc ban hành lệnh cấm đi lại ngày 31 tháng 1. Testrost tuyên bố rằng lệnh cấm và hạn chế đi lại rộng rãi là không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh và có thể gây thêm sợ hãi và kỳ thị. Chẳng có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Testrost còn cảnh báo rằng can thiệp vào giao thông vận tải và thương mại có thể gây tổn hại cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng và khuyên các nước không nên làm theo Hoa Kỳ. Khi đáng lẽ ra phải tập trung vào chống đại dịch toàn cầu, Tedros đã chính trị hóa dịch bệnh và giúp cho ông Tập Cận Bình trốn tránh trách nhiệm đối với một loạt các hành động sai trái trong việc xử lý ổ dịch. Tedros đã sử dụng WHO để bảo vệ cho nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Ví dụ như từ trường hợp đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 cho đến phong tỏa Vũ Hán và thậm chí cho đến ngày hôm nay trung quốc đã không trung thực về nguồn gốc và mức độ lây nhiễm của virus corona những người cố làm sáng tỏ vụ việc đã bị giam giữ hoặc mất tích báo cáo của bài đăng trực tuyến của họ đã bị xóa trung quốc đã đưa thông tin sai lệch về đánh lừa thế giới và tesros đã thông đồng khi cách công khai ca ngợi sự minh bạch của trung cộng trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của căn bệnh virus vũ hán khi Tập Cận Bình ra lệnh cho các quan chức y tế Trung Quốc tăng tốc sản xuất thuốc bằng cách trộn thuốc Bắc với thuốc Tây, ấn phẩm chính thức của WHO hỏi đáp về virus corona Vũ Hán đã được thay đổi nhỏ. Cư dân mạng Trung Quốc đã tìm thấy sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh trong danh sách các biện pháp cho là hiệu quả trong việc chống virus Vũ Hán. Phiên bản tiếng Anh liệt kê 4 điều hút thuốc, đeo khẩu trang, uống thuốc kháng sinh và thuốc Bắc. Mục thứ tư không được đưa vào bản tiếng Trung, Hôm nay bản tiếng Anh cũng đã xóa mục đó. Trung Quốc gần đây đã, đã cam kết đóng góp 20 triệu đô la để giúp cho WHO chống dịch virus Vũ Hán lây lan. Testrot cảm ơn ông Bình và về điều đó, nhưng chúng tôi lưu ý các mối quan hệ giữa Trung cộng với quê hương của Testrot Ethiopia nơi được gọi là Tiểu Trung Quốc ở Đông Phi và Ethiopia đã trở thành đầu cầu của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tới châu Phi và là điểm quan trọng trong sáng kiến vành đai con đường của Tập Cận Bình. Thật vậy, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Ethiopia. Tedros đã được bầu vào làm tổng giám đốc của WHO năm 2017. Mặc dù thực tế rằng ông ta không phải là bác sĩ y khoa và cũng không có kinh nghiệm quản lý sức khỏe toàn cầu. Từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ethiopia, Tedros là thành viên điều hành của Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF nắm quyền từ năm 1991 và đã được coi là thủ phạm cơ sở dữ liệu khủng bố toàn cầu. Sau khi Tedros trở thành giám đốc WHO, nhiều nhà phê bình đã đặt câu hỏi về việc Tedros bổ nhiệm nhà độc tài Zimbabwe, lúc đó là Robert Mugabe, làm đại sứ thiện chí của WHO. Đại dịch Corona Vũ Hán đã chứng tỏ rằng Tedros không phù hợp để lãnh đạo WHO, vì sự lãnh đạo của Tedros mà thế giới lẽ ra đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu động lực của đại dịch. Thế giới hiện đại đang vật lộn với bệnh dịch đang ngày càng tăng và nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp cách ly, là lãnh đạo của WHO, Tedros phải chịu trách nhiệm về vai trò của ông ta trong việc quản lý sai lầm khiến cho việc kiểm soát virus corona lây lan trên diện rộng trên toàn thế giới như hiện nay. Ai xuyên tạc bôi nhọ quân đội? Ở Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới, quân đội bao giờ cũng là lực lượng bảo vệ đất nước một cách hiệu quả trước hành động xâm lăng của mọi kẻ thù. Quân đội xứng đáng được người dân ngưỡng mộ vì ngoài quyền lợi quyết định của một người lính bình thường trong thời chiến cũng như thời bình, Họ không còn một đặc ân nào khác do cấp bậc chức vụ trong quân đội. Trong những ngày vừa qua, theo dõi tin tức thời sự người ta không khỏi băn khoăn trước sự kiện một thứ trưởng quốc phòng, đồng thời là tư lệnh quân chủng hải quân quân đội nhân dân Việt Nam bị truy tố hình sự vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một tội mà khi diễn giải ra theo luật Việt Nam thì rất dài dòng, nhưng có thể tóm lược trong vài chữ đơn giản. Một hành động móc ngoặc và tham nhũng có bài bản của giai cấp cộng sản cầm quyền đó là cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến người mà khi còn tại chức đã không kiểm tra và ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định gây thất thoát 939 tỷ đồng lẽ dĩ nhiên người dân cũng không dễ dàng tin rằng ông Hiến đã không kiểm tra mà ký một chữ ký làm bay ba khu đất quốc phòng do hải quân quản lý quá dễ dàng bởi vì trong cương vị là một sĩ quan cấp tướng, ông Hiến không thể không biết kiểm tra phải là chuyện đầu tiên trước khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình. Và trang ngồi ở ghế tư lệnh quân chủng Hải quân, ông phải biết ơn ai hết ba khu đất ấy là ba khu đất vàng mà các đại gia kinh doanh đất đai đang nhắm tới. Tuy nhiên có thể ông Hiến không biết khu vực bến Bạch Đằng của Bộ Tư lệnh Hải quân thời Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 cũng chính là nơi đặt tòa án quân sự mặt trận mà có thể nay mai ông đứng trước vành móng ngựa đó. Như vậy dù có tin vào sự ngây thơ hay đạo đức của một tướng lãnh, người ta cũng buộc phải kết luận rằng đây là sự cố thông đồng giữa một bên là quyền lực của chữ ký, một bên là quyền lực của đồng tiền. 939 tỷ đồng suýt soát với 50 triệu đô la Mỹ không phải là một số tiền nhỏ, nhưng khi đem chia chác nhau, phần được của viên chức quốc phòng không làm sao bù đắp được với danh dự của một tư lệnh quân chủng hải quân như đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Cũng trong đầu tháng 3 năm 2020, dư luận còn bàn tán cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng bắt tạm giam hai đại tá của binh đoàn 15. Một người nguyên là phó tư lệnh binh đoàn một người là đại tá giám đốc công ty. Họ được nói là người có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Trong thời gian những sĩ quan ấy tại chức, đây cũng là một trong những trường hợp coi đất công là đất chùa và sự lãng phí là quyền của các quan chức cộng sản. Trong cả hai vụ đều có bóng dáng của chủ trương quân đội làm kinh tế một chủ trương ngày càng bị lạm dụng bởi các tướng tá thân cận với những nhân vật quyền lực trong Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương. Thật ra, đây chỉ là một cách ban phát và phân chia quyền lợi của đảng của một nhóm thiểu số cầm quyền trong quân đội nhằm mục đích mua chuộc lòng trung thành của họ để củng cố chế độ. Đảng để ra chủ trương quân đội làm kinh tế với những lời lẽ hoa Mỹ kết hợp với kinh tế và quốc phòng như thực tế trong thời bình nhằm giúp tướng tá thân cận trục lợi một cách hợp pháp. Trong khi đó, đại đa số quân nhân cấp dưới sống chật vật với đồng lương chưa bằng giá trị của một chai rượu ngoại mà các đại gia đỏ đã bỏ ra để chiêu đãi cấp trên của họ. Trên thế giới, không có quân đội nào làm kinh tế mà chỉ có hai nước Trung Quốc và Việt Nam có hình thức này. Hiện nay ngay cả Trung Quốc cũng đã bỏ vì không còn thích hợp, chỉ còn Việt Nam theo đuổi vì những lý do mờ ám. Chính vì hình thức này mà 157 hecta đất quốc phòng thuộc sân bay Tân Sơn Nhất bị công ty cổ phần Long Biên chiếm dụng với sự tiếp tay của các quan chức nhám nhúa trong bộ quốc phòng để xây sân golf, nhà hàng, tiệc cưới năm 2015. Sự kiện sân gôn trong sân bay bị đưa ra ánh sáng đã làm bùng nổ dư luận thời gian trước đây 2 năm nhưng dần trôi vào sự im lặng đáng sợ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải là giúp cho quân đội làm kinh tế đóng góp xây dựng đất nước trong thời bình mà chỉ là chủ trương giúp cho một nhóm lợi ích trong cơ quan đầu não của quân đội cấu kết với bọn mafia kinh doanh bất động sản nhằm trục lợi cho cá nhân và phe nhóm. Trước những sự kiện làm ô uế thanh danh quân đội đơn cử trên bên trên, dư luận xã hội tất nhiên phải có tiếng nói phê phán. Thế nhưng báo quân đội nhân dân tiếng nói chính thức của Bộ Quốc phòng thay vì góp phần làm trong sạch quân đội lại lên tiếng quyết liệt đã kích các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị, mạng xã hội và xã hội dân sự đã lợi dụng để xuyên tạc bồi nhọ quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tờ quân đội nhân dân còn lý luận bao che cho sự thối nát trong nội bộ Bộ Quốc phòng cho rằng đây chỉ là biện pháp cần thiết nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước và kỷ luật quân đội. Tác giả bài báo còn viện dẫn Lenin nói đây chính là sang ta chính trị để chứng tỏ giá trị kiến thức kinh điển của mình. Cái gì của Lenin nói là không thể sai cho dù ngày nay nước Nga đã đẩy lùi chủ thuyết Lenin vào viện bảo tàng. Khôi hài hơn nữa là theo báo thanh niên trong nước Ngày 12 tháng 2, Bộ Quốc phòng đã trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng về trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng trong công tác phòng chống tham nhũng trong quân đội. Người dân thắc mắc chính đáng khi thấy trong thời gian vừa qua rất nhiều cán bộ cao cấp hàng tướng lãnh trong quân đội thi nhau vi phạm pháp luật. Văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng biện bạch một cách đáng hổ thẹn rằng số quân nhân bị xử lý kỷ luật do tham nhũng rất ít và rằng tướng lãnh bị xử lý chủ yếu là do buông lỏng lãnh đạo thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các quy định trong quản lý sử dụng đất quốc phòng chứ không phải là do tham nhũng. Điều này gián tiếp cho thấy Bộ Quốc phòng coi những tướng lãnh bị bắt truy tố như cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị hàm oan vì thật ra ông ta rất trong sạch. Thật là một sự bị ổi không ai có thể xuyên tạc hay bôi nhọ quân đội được mà chính kiểu ngụy biện lươn lẹo của Bộ Quốc phòng mới bôi nhọ quân đội một cách nặng nề. dịch virus Vũ Hán ngày 19 Xin lỗi các bạn, dịch virus Vũ Hán ngày 22 tháng 3 gần 300 người Hàn Quốc hồi phục. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ghi nhận đã có thêm 98 ca nhiễm và 2 ca tử vong và 297 người phục hồi dịch COVID-19. Số ca nhiễm virus Corona Vũ Hán chủng mới trên toàn cầu đã vượt 300.000 trong tình hình đại dịch ngày một lan rộng. Theo ghi nhận của Đại học John Hopkins, chính tính đến 7 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 3 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có ít nhất 304.529 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, số ca nhiễm tại Mỹ lên ít nhất 25.493 trường hợp. Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 73 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong mới nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia lần này lên 380 và tổng số ca tử vong là 25. Trung Quốc ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới tại đại lục, trong đó có 45 trường hợp đều là các ca nhập khẩu. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong tính đến cuối ngày 21 tháng 3. Như vậy, Trung Quốc hiện có 81.054 ca nhiễm và 3.261 trường hợp tử vong vì COVID-19. Cơ quan y tế Panama thông báo nước này có thêm 45 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong vì virus Vũ Hán. Nước này hiện có tổng cộng 245 người nhiễm bệnh và 3 bệnh nhân đã tử vong. Chính quyền Gaza ngày 22 tháng 3 ghi nhận có 2 ca nhiễm đầu tiên là công dân Palestine từng đến Pakistan trước đó. Cả hai người này đều được cách ly ngay khi về nước hôm 19 tháng 3. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ghi nhận có thêm 98, 98 ca nhiễm và 2 ca tử vong và 297 người phục hồi trong dịch virus Vũ Hán. Tính đến nay, Hàn Quốc có tổng cộng 8.897 ca nhiễm và 104 người thiệt mạng và 2.909 người đã phục hồi. Mexico ghi nhận thêm 48 ca nhiễm trong ngày 21 tháng 3 nâng tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại đây lên 251. Tổng số ca tử vong vì virus Vũ Hán tại Ý đã tăng thêm 793 lên 4.825 ca. Theo cơ quan bảo vệ dân sự Ý CPA hôm 21 tháng 3, đây là trường hợp số ca tử vong tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ý từ 1 tháng trước. CPA cũng cho biết số ca nhiễm của Ý tăng 13,9% từ 47.021 lên 53.587. Tuy nhiên, thông tin liên lạc liên quan là 6.072 bệnh nhân tại Ý đã phục hồi hoàn toàn trong ngày 21 tháng 3 so với 5.129 người trong ngày 20 tháng 3. Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh, hãng thông tin điện tử Amazon.com đã tuyên bố ngừng vận chuyển các mặt hàng không phải nhu yếu phẩm cho khách hàng tại Ý và Pháp. Amazon đưa ra tuyên bố này trên mạng xã hội WeChat bằng tiếng Trung Quốc ngày 21 tháng 3. Một số quốc gia khác cũng đã ghi nhận chuyển biến mới trong dịch virus Vũ Hán. Uganda ngày 22 tháng 3 ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân 36 tuổi người trở về từ thành phố Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Zhuji. Cyprus ghi nhận có ca tử vong đầu tiên vì virus Vũ Hán là một người có bệnh nền, theo Bộ Y tế của nước này. Ireland có 102 ca nhiễm COVID-19 và tổng ca nhiễm lên 785. Erichi ngày 21 tháng 3 xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân quay về từ Na Uy. Ogaria xác nhận ca virus Vũ Hán đã tăng lên 95 lên 139 ca trong ngày 21 tháng 3. Nhà cầm quyền đình chỉ hoạt động đi lại của trong nước và đóng cửa các giáo đường, tiệm cà phê, nhà hàng và yêu cầu một số một nửa số công chức nghỉ làm để ngăn dịch lây lan. Ở Anh có thêm 53 người qua đời nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 220 trường hợp. Dịch vụ y tế quốc gia Anh NHS cho biết toàn bộ các ca tử vong đều có bệnh nền và trong độ tuổi từ 41 đến 94. Bộ Y tế Pháp ghi nhận có 112 ca tử vong trong ngày 21 tháng 3, nâng tổng số bệnh nhân chết vì virus Vũ Hán lên 562 người. Cơ quan này cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng từ 12.612 lên 14.459. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Farentin Koka thông báo số ca chết vì Virus Vũ Hán tại đây đã tăng từ 277 lên 947, trong khi số ca tử vong tăng thêm 12 thành 21. Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala và COS áp lệnh giới nghiêm Để đối phó với dịch bệnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh giới nghiêm một phần từ tối ngày 21 tháng 3 đối với công dân trên 65 tuổi và những người có bệnh mãn tính. Bộ Đại vụ nước này cho biết sẽ cung cấp thêm chi tiết về lệnh giới nghiêm sau đó. Tương tự, Tổng thống Guatemala... Alejandro ngày 21 tháng 3 đã ban hành lệnh giới nghiêm trong vòng 8 ngày bắt đầu từ ngày 22 tháng 3. QS sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc kể từ 15 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau bắt đầu từ ngày 22 tháng 3. Nội các Cuét cũng đã mở rộng việc ngừng hoạt động đối với các chính phủ và các cơ quan tư nhân thêm 2 tuần theo hãng tin Kyuna. Trong khi đó, UAE của Qatar đã tuyên bố đóng cửa các địa điểm công cộng như công viên bãi biển để ngăn dịch bệnh lây lan. UAE cũng đã yêu cầu các hồ bơi dạp phim và phòng tập gym đóng cửa trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 3. Mỹ Hà Lan đình chỉ bay. Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA tuyên bố đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến các thành phố New York và Philadelphia trong ngày 21 tháng 3 sau khi có một thực tập sinh của trung tâm kiểm soát không lưu New York dương tính với virus Vũ Hán. FAA cũng đã phải đóng cửa một số khu vực bay và định tuyến lại các chuyến bay. Trong khi đó, chính phủ Hà Lan ngày 21 tháng 3 cho biết sẽ ngừng tiếp nhận các chuyến bay hành khách đến từ Tây Ban Nha, ít nhất là đến hết ngày 4 tháng 4 vì dịch bệnh virus Vũ Hán. Chính phủ trên cho biết ngoại lệ chỉ dành cho các chuyến bay đưa nhân viên y tế và công dân Hà Lan trở về từ Tây Ban Nha, Đức đề nghị chữa trị giúp cho Pháp. Các bệnh viện tại bang Baden-Württemberg, Đức đã ngỏ lời hỗ trợ điều trị các trường hợp nhiễm virus vũ hán nặng của vùng Alsace lân cận với Pháp. Alsace đang chật vật trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao. Sở khoa học và nghiên cứu của Baden-Württemberg cho biết các bệnh viện tại tiểu bang này sẵn sàng tiếp nhận 10 ca cần thở máy từ Pháp. Cơ quan này cũng đang liên hệ với các bệnh viện khác để tiếp nhận thêm bệnh viện cần chăm sóc đặc biệt. Virus Vũ Hán đã đưa phía đông của nước Pháp vào tình trạng khủng hoảng. Quân đội tại đây phải đón nhận 6 bệnh nhân nguy kịch vào các cơ sở quân y từ ngày 18 tháng 3. Chúng tôi muốn thể hiện sự đoàn kết với láng giềng của Pháp. Người đứng đầu của Sở Khoa học và Nghiên cứu baden württemberg bà Felicia Bauer tuyên bố. Tuy nhiên, phía baden württemberg cũng lưu ý rằng năng lực của mình có giới hạn và chỉ có thể hỗ trợ nếu chính quyền không có bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.